ăn tôi đi. Vui vô mặn quá. Cái tối trời. Giấu gì mày vậy? Đánh mày nha. Cái gì mày đánh tao? Mày giật chồng tao, tao đánh mày. Gì? Rút kinh nghiệm đi, không bao giờ được nói người ta như vậy. Em chịu được. Em ăn bánh xe nha, bánh xe Ben nữa. Trang trí. Ê, đúng rồi, chậm dễ chứ con. Tôi nói lại một lần nữa, tôi với mấy người không liên quan gì nhau hết. Nó chết được làm sao? Không.